Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tiếng Tính Quê Hương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tiết mục do các nghệ nhân then tỉnh Đắk Lắk biểu diễn tại Liên hoan Hát Then Đàn Tính Toàn Quốc lần thứ 5. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Làm ăn hướng tới trường.
thăng quan tiến chức gia đạo thêm hạnh phúc bình an. Cái này đong binh cũng nay đong mà đong mà tí thân đong binh tí thôi. Thank you.
Chương trình Tiếng Tính Quê Hương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.